những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay. An Giang bắt đối tượng liên quan vụ giết người, cướp tài sản trên phố đi bộ. Ninh Bình bắt vụ vận chuyển thuốc điều trị COVID-19 không rõ xuất xứ. Hướng dẫn xử trí ca mắc COVID-19 với các trường học. Cà Mau triển khai hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em học sinh. Đề xuất chấp nhận test nhanh đối với hành khách quốc tế. An Giang, Châu Thành nỗ lực đưa học sinh trở lại học trực tiếp. Công ty Đường sắt Sài Gòn tiếp tục ưu đãi bán vé nguyên phòng nguyên toa cho hành khách đi tàu. Bình Thuận, tình trạng thiếu lao động biển sau Tết. Xin chào mừng quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương. Và mở đầu chương trình trưa nay ngày 24 tháng 2 năm 2022, xin mời quý vị nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội tại các địa phương. Thưa quý vị, liên quan đến vụ giết người cướp tài sản trên phố đi bộ tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào ngày 12 tháng 12 năm 2021, sau quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Dở, sinh năm 1989, trú tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2021, Tạ Thanh Hải, sinh năm 1990, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, chạy xe đạp đến phố đi bộ Hai Bà Trưng thuộc khóm 2 phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên ngồi chơi cùng vợ. Lúc này, Trần Văn Mỹ, sinh năm 1994, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên đến ngồi cùng băng ghế với Hải và vợ. Sau một lúc nói chuyện qua lại thì giữa Hải với Mỹ đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi dùng khúc cây đánh Mỹ tử vong, Hải móc túi lấy 2,6 triệu đồng và một điện thoại di động trong túi áo của Mỹ, rồi tiếp tục đi đến chiếc xe mô tô của Mỹ, lục soát lấy tài sản. Lúc này, vợ đứng gần đó xem và đi đến chỗ Mỹ nằm, lấy cái ví da, dưới nền gạch bên trong có 1,5 triệu, rồi rời khỏi hiện trường. Còn Hải bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó và khởi tố tạm giam về hành vi giết người, cướp tài sản. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã làm rõ hành vi vợ chiếm đoạt số tiền 1,5 triệu đồng của Mỹ để tiêu xài cá nhân. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ để xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hơn 1 tỷ đồng, thông tin từ truyền hình Cà Mau. Trước đó, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình đã dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H10746. Tài xế điều khiển xe là Nguyễn Bá Hợp, 33 tuổi, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tổ công tác phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hợp không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên. Thưa quý vị, mở cửa trường học, các trường đều phải chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện và phương án phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn. Sự phối hợp của phụ huynh trong tuyên truyền nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 cũng rất quan trọng. Từ đó góp phần đưa việc hoạt động dạy và sớm trở lại bình thường, không bị gián đoạn. Thông tin từ truyền hình Bình Phước. Chuẩn bị kỹ, thực hiện nghiêm là nguyên tắc phòng dịch tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Sau những tuần học đầu tiên, các trường vẫn duy trì việc đến trường một buổi, phân luồng học sinh khi đến lớp và ra về, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay đầy đủ. Nhà trường cũng bố trí phòng y tế, phòng cách ly tạm thời tách biệt, đồng thời bổ sung các vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ nhất là cái phương án là chúng ta phải, thứ nhất là đưa con em mình đi học là phải thực hiện tốt cái 5K, và quan trọng nhất đó là cái khẩu trang. Cá nhân là quan trọng nhất là trong cái bảo vệ an toàn COVID. Cái thứ hai là khi mà đi vào sân trường thì nhà trường đã thành lập cái ban cái tổ an toàn COVID, cũng giống như là cái ban mà chỉ đạo phòng chống COVID của trường. Đấy, thì chúng ta đã tập huấn cho các cái ban này và giáo viên chủ nhiệm kết hợp là về phân luồng cho từng khối lớp học sáng, học chiều và khu vực học. Xác định việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch trong thực tế là điều quan trọng hàng đầu. Thời gian qua, các cấp các ngành đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo tất cả nội dung phòng chống dịch đều được thực hiện một cách hiệu quả, kịp thời ở tất cả các trường học đã được mở cửa trở lại. Một vài trường học bước đầu xử trí F0 còn lúng túng cũng đã rút được bài học kinh nghiệm
khắc phục hạn chế trong quá trình vừa học vừa ứng phó với dịch COVID-19. Bên cạnh cái việc cập nhật thông tin thì việc áp dụng và trong thực tiễn và phù hợp với cái mô hình, cái tổ chức quản lý cũng như là địa điểm rồi số lượng học sinh lớp học của từng trường thì phải phù hợp với cái yêu cầu thực tiễn ở từng nơi. Tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là tự kiểm tra giám sát của chính các cái trường học này, và hơn nữa là cái quá trình kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý cấp trên, để tất cả các cái biện pháp phòng chống dịch này nó phải được diễn ra theo đúng cái trình tự, hiệu quả và nhanh chóng kịp thời. Có thể nói việc tổ chức dạy và học ứng phó với diễn biến dịch bệnh, các trường học hiện vẫn đang tiếp tục duy trì trạng thái mở cửa an toàn khi cùng lúc phải giữ ổn định kế hoạch dạy học và không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường. Cho dù đối mặt với những khó khăn nhất định, nhưng cả học sinh và giáo viên vẫn cảm nhận được trọn vẹn niềm vui đến trường sau thời gian dài phải ở nhà chống dịch. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Mục đích kế hoạch là triển khai hiệu quả hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trường chuyên biệt, trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm đảm bảo toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh, theo thông tin từ Truyền hình Cà Mau. Theo đó, đối với hoạt động chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh, mục tiêu đề ra có 80% trường học bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định, 85% trường học kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học theo quy định, 50% trường học thực hiện việc đánh giá phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần cho học sinh, 75% trường học cung cấp đầy đủ nước uống và nước sạch cho sinh hoạt, hoạt động trong trường học bảo đảm chất lượng theo quy định. Ngoài ra còn phải đảm bảo dụng cụ, trang thiết bị cho học sinh trong hoạt động giáo dục thể chất, thể thao, tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tuyên truyền giáo dục sức khỏe học đường, ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thống kê, báo cáo trong trường học. Thưa quý vị, để chuẩn bị mở cửa cho du lịch từ ngày 15 tháng 3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chính phủ khôi phục chính sách miễn thị thực như trước khi có dịch và chấp nhận test nhanh đối với du khách, thông tin từ Truyền hình Lâm Đồng. Theo đó, ngoài việc phải đáp ứng quy định về tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa đề xuất khách nhập cảnh qua đường hàng không được chọn xét nghiệm bằng phương pháp PCR có giá trị 72 giờ hoặc kết quả test nhanh có giá trị 24 giờ trước khi đến Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, khách đi thẳng về nơi lưu trú đã đăng ký và không được tiếp xúc với cộng đồng. Xét nghiệm nhanh tại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Trường hợp có kết quả âm tính, khách được tham gia các hoạt động du lịch với hình thức tự do, lựa chọn điểm đến. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến nay cả nước có 49 địa phương mở trường mầm non, giúp hơn 1,8 triệu trẻ chiếm 55,31% được chăm sóc và học tập bình thường, thông tin từ Truyền hình Cà Mau. Ngoài ra, do số ca mắc COVID-19 tăng cao, hiện tại đã có 14 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp, gồm Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Đắk Lắk, thành phố Buôn Mê Thuột. Gần 3 triệu trong hơn 17 triệu học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông phải dừng đến trường do COVID-19, trong đó có hơn 1,4 triệu là trẻ mầm non. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của tỉnh An Giang, đến nay cả hệ thống chính trị và ngành giáo dục huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã nỗ lực từng bước để học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và bậc tiểu học đối với khối lớp 4, lớp 5 học trực tiếp, thông tin từ Truyền hình An Giang. Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện chỉnh trang trường lớp, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị các phương án khi có tình huống, tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh. Khi học sinh đến trường, nhà trường bố trí cán bộ giáo viên nhắc nhở các học sinh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và bố trí nhiều bồn rửa tay, phát thanh học đường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các giáo viên ôn lại các kiến thức một cách nhẹ nhàng, phối hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến, đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để các em nâng cao nhận thức và thực hiện tốt, từ đó học sinh đến trường học trực tiếp được an toàn, tạo sự an tâm và đồng thuận cao của phụ huynh học sinh. Thưa quý vị, sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sáng ngày 22 tháng 2, các em học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bắt đầu cho ngày đầu tiên trở lại trường học trực tiếp.
Phần đông các em học sinh đều có tâm trạng vui vẻ và phấn khởi khi gặp lại bạn bè và thầy cô. Tuy nhiên thì một số phụ huynh vẫn có nhiều lo lắng khi các em chưa được tiêm vaccine và ý thức vẫn chưa cao, nhưng vẫn an tâm với các biện pháp phòng bệnh của trường học và các ngành chuyên môn, theo thông tin từ truyền hình Can Giang. Ghi nhận tại các trường tiểu học, sáng sớm phụ huynh đã tranh thủ đưa con em tới trường học trực tiếp với tâm trạng vừa mừng cũng vừa lo. Đa phần phụ huynh đều mừng nếu con em mình được học trực tiếp sẽ tiếp thu được bài vở tốt hơn, được hoạt động vui chơi với bạn bè đồng trang lứa, giúp các em phát triển thể chất và tinh thần tốt hơn so với học online. Một số phụ huynh vẫn còn nhiều lo lắng vì tuổi các em còn nhỏ nên ý thức phòng bệnh chưa cao, sợ tiếp xúc môi trường đông người gặp nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Nỗi lo cũng như là tại vì bé nó còn quá nhỏ, cái dạng như ý thức của nó còn chưa có, nói như là nó vui chơi rồi nó không có biết mà giữ như người lớn. Còn nếu mà ở nhà thì nó học online thì nhiều khi nó tiếp thu không có hiểu hết bài nữa. Cái nào cũng có cái lo hết trơn. Mà cũng cái dạng giống như là cũng muốn cho nó đi đến trường. Nhưng mà đến trường thì hơi lo một tí. Một số phụ huynh bày tỏ quan điểm thời gian học của các em cũng chỉ còn vài tháng nên cho các em tiếp tục học online vì học theo thời khóa biểu mới, có trường chỉ học buổi sáng và có trường chỉ học xen kẽ các ngày trong tuần nên khó khăn cho gia đình không có người phụ giúp hoặc trông coi khi cha mẹ đi làm. Nhưng vẫn có phụ huynh đồng tình cao khi để các em trở lại trường học trực tiếp vì an tâm với các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các trường cũng như các ngành các cấp trên địa bàn. Thấy cũng hơi lo đó, tại vì bé nó chưa có được tiêm ngừa đó. Thì đi học mình cũng hơi lo cho bé. Chị thấy theo như chị nghĩ nha, thì mình cũng còn có 2 tháng nữa là mình cũng kết thúc năm học rồi, thì nên cho bé học online tại nhà thì tốt hơn. Nhưng mà ở trường cho đi học thì mình cũng chấp nhận cho đi học, chứ giờ người ta đi học hết thì con mình ở nhà cũng không được. Rất là thoải mái cho cháu đi học rồi nó trực tiếp gặp thầy cô. Còn cái chuyện phòng dịch với chuyện dịch bệnh thì nó nhà nước đã lo ổn thỏa sao hết, cho nên yên tâm thôi. Việc cho học sinh tiểu học trở lại học trực tiếp tại các trường học khiến cho không ít phụ huynh lo lắng và gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian. Nhưng nếu tiếp tục học trực tuyến, ảnh hưởng rất nhiều đến việc dạy và học, nên trở lại trường học trực tiếp là điều cần thiết để các em tiếp thu đầy đủ các kiến thức mà giáo viên truyền đạt. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các trường, thì việc mỗi phụ huynh nâng cao nhận thức, ý thức trong phòng chống dịch, từ đó nhắc nhở các em học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, tự bảo vệ bản thân mình. Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh cũng như phối hợp chặt chẽ với giáo viên và nhà trường là điều hết sức quan trọng và cần thiết khi các em đến trường đến lớp trong thời điểm hiện nay. Thưa quý vị, đào tạo kỹ năng nghề trực tiếp cho học sinh, sinh viên là một yếu tố quan trọng đối với hệ đào tạo nghề hay các ngành khác. Thầy cô cần phải cầm tay chỉ việc, sửa và rèn luyện kỹ năng theo từng quy trình nội dung môn học. Bên cạnh tích cực triển khai đa dạng các phương thức giảng dạy để đảm bảo thời gian, kế hoạch đào tạo, các trường nghề đang đẩy nhanh tiến độ đào tạo tập trung các phần thực hành cho sinh viên ngay khi trở lại trường học trực tiếp. Sau một thời gian dài tiếp thu kiến thức qua các giờ học trực tuyến, việc trở lại trường học trực tiếp đối với Khải là cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng, bởi cũng có nhiều kiến thức đã quên do chưa được thực hành trên mô đun, trong khi theo kế hoạch chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa tốt nghiệp. Giờ học thực hành thì sẽ giúp cho tụi em một cái kỹ năng để sau này tụi em có cơ sở để tốt nghiệp, rồi lại giúp cho tụi em tự tin về công việc. Với đặc thù ngành kỹ thuật, thời lượng thực hành chiếm tới khoảng 60-70% chương trình đào tạo. Vì vậy, việc bị gián đoạn do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian ra trường. Được thực hành trên các mô đun ngay khi trở lại học trực tiếp trở thành cơ hội để sinh viên cọ sát và rèn kỹ năng nghề. Sẽ cố gắng tập trung, cũng như là mình sẽ làm tốt nhất để mình nắm bắt, mình biết, để cứ khi mình ra trường để mình biết để mình làm. Không giống như các ngành đào tạo khác, các trường có thể dạy trực tuyến để đảm bảo kế hoạch học tập và tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời gian. Tại các trường nghề, đa phần ngành nghề buộc phải thực hành trực tiếp trên các thiết bị máy móc. Khi buộc phải chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến trong khoảng một thời gian dài, để đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo, nhà trường đã chủ động điều chỉnh, phân bổ chương trình phù hợp cho từng ngành nghề trong suốt thời gian qua để có thể linh hoạt thích ứng với các nội dung giữa lý thuyết và thực hành, tập trung bố trí các tiết thực hành ngay khi được trở lại học trực tiếp. Tuy nhiên, tùy theo từng ngành, kế hoạch đào tạo có thể kéo dài thêm 1-2 tháng. Thì đối với những cái mô đun thực hành của những ngành nghề mà bên kỹ thuật đó, thì khó có thể tổ chức dạy trực tuyến.
và chúng tôi phải đợi đến khi mà dịch tạm ổn để mà tổ chức giảng dạy trực tiếp. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hành, tăng cường thêm các giờ dạy tích hợp vừa lý thuyết vừa thực hành mô đun cho sinh viên cuối khóa để đáp ứng tiến độ đào tạo và thời gian ra trường. Trong tuần này, toàn bộ sinh viên các khóa mới bắt đầu trở lại trường học trực tiếp. Việc chủ động thích ứng linh hoạt các giải pháp dạy và học an toàn, đảm bảo kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên, góp phần cung ứng nhân lực cho thị trường lao động tại địa phương. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, số phương tiện gián thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, gọi tắt là ETC còn thấp, đạt được 50% số phương tiện trên toàn quốc. Trước thực trạng này, thì Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành địa phương về việc triển khai gián thẻ định danh đối với ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí ETC một cách hiệu quả, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, lãnh đạo địa phương cùng người đứng đầu các cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội chỉ đạo gián thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị địa phương gương mẫu thực hiện gián thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt việc gián thẻ định danh cho phương tiện giao thông, đồng thời yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cũng theo thông tin từ truyền hình Khánh Hòa, lãnh đạo chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục ưu đãi bán vé nguyên phòng nguyên toa cho hành khách đi tàu. Cụ thể, hành khách mua nguyên phòng khoang 4 giường, khoang 6 giường được giảm 10% giá vé, mua nguyên toa được giảm 15% giá vé. Đồng thời, hành khách sẽ được phục vụ bữa ăn miễn phí tại phòng riêng, toa riêng đã mua vé. Thời gian áp dụng cho hành khách đi tàu từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 25 tháng 4. Ngành đường sắt lưu ý, hành khách mua vé nguyên phòng, nguyên toa chỉ được hưởng một chính sách ưu đãi giá vé cao nhất, không áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân xa ngày. Riêng các công ty du lịch có hợp đồng vận chuyển hành khách thì áp dụng chính sách giá vé theo quy định bán vé tập thể. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hội đồng tiêu hủy hàng hóa có quyết định tịch thu do vi phạm hành chính mà đơn vị đã kiểm tra thu giữ trong năm 2021, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gồm giày dép, quần áo, phụ tùng ô tô, phụ tùng điện thoại, xà phòng giặt, thực phẩm tiêu dùng, v.v. là những hàng hóa vi phạm có xuất xứ từ nước ngoài và trong nước, hết hạn sử dụng cũng như kinh doanh không phép, chưa được kiểm định, kiểm nghiệm, gây hại cho sức khỏe con người và môi trường, gồm 162 loại với gần 4.549 sản phẩm. Đây là số hàng hóa vi phạm mà lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 và Công an các địa phương đã phát hiện bắt giữ do vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm trong năm 2021, có giá trị khoảng 414 triệu đồng và đã xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng. Trước sự chứng kiến của đại diện các sở ngành, căn cứ theo từng chủng loại hàng hóa, Hội đồng tiêu hủy quyết định lựa chọn hình thức tiêu hủy bằng cách đốt, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường tại bãi rác Cam Ly, thành phố Đà Lạt. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa, qua đó phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hàng cấm, hàng nhập lậu thâm nhập vào thị trường, góp phần đảm bảo chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, không chỉ cung cấp nguồn điện ổn định ở các địa bàn trọng điểm khu vực trung tâm, thời gian qua, ngành điện lực Lâm Đồng đã tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng về điện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhằm đáp ứng về nhu cầu đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân, đồng thời đảm bảo tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Những ngày đầu xuân Nhâm Dần, hơn 40 hộ dân xóm Bến Tre, thôn Rờ Lơm, xã Đà Đờn hết sức vui mừng khi được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. Ông Lê Văn Cẩn, một hộ dân có hơn 20 năm sinh sống ở xóm Bến Tre cho biết, trước đây gia đình sử dụng chủ yếu nguồn điện tự chế không đáp ứng nhu cầu sử dụng đã đành, nguy cơ mất an toàn rất cao. Vì vậy, khi được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, gia đình ông và người dân ở đây rất phấn khởi. Nay là hai mấy năm rồi, ngày năm nay là có điện rồi, trời ơi, bà con đều mừng rỡ dữ lắm, thuận lợi bà con đủ thứ hết. Vừa chăn nuôi rồi vừa trồng tỉa rồi thắp sáng rồi vừa cho con cháu nó ăn nó đi học, rất thoải mái, đủ thứ hết. Bà con này rất vui lắm. Xóm Bến Tre, thôn Rờ Lơm, xã Đà Đờn là một trong những khu dân cư được hình thành tự phát.
Trước đây khu vực này chỉ có một vài hộ dân sinh sống làm nương rẫy. Tuy nhiên sau này dần hình thành khu dân cư đông đúc, kéo theo nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà cùng với công ty Điện lực Lâm Đồng và Điện lực Lâm Hà đã tiến hành rà soát thực hiện giãn cấp điện cho khu vực này. Được biết dự án có tổng mức đầu tư trên 1,2 tỷ đồng để thực hiện xây dựng 3 km đường dây điện trung thế, một trạm biến áp công suất 50 kV/A và 1,2 km đường dây hạ thế. Theo trước đây thì khu vực này thì bà con là sử dụng điện từ các cái nguồn điện mà từ máy phát nhỏ. Đến thời điểm này thì công trình đã hoàn thành đóng điện và cấp điện cho 40 hộ ở khu vực này. Và đến nay thì khi mà có điện vào á thì khu vực này nó sẽ phát triển lên, bà con sẽ có điện sinh hoạt và sản xuất thì để góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế cho địa phương. Thực tiễn khẳng định trong thời gian qua, ngành điện lực Lâm Đồng đã tập trung mạnh mẽ các nguồn lực vào đầu tư phát triển hệ thống điện theo các quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch điện lực của các địa phương, với hệ thống nguồn và lưới điện liên tục được đầu tư mở rộng phạm vi, quy mô và năng lực sản xuất. Đến nay toàn tỉnh có 142 trên 142 xã phường thị trấn có điện, với tỷ lệ hộ dân có điện trên toàn tỉnh đạt 99,89%. Trong đó tỷ lệ số hộ có điện ở nông thôn hiện nay đạt 99,81%. Cùng với đó, trong tổng số 111 trên 111 xã tham gia chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% xã đạt tiêu chí số 4 về điện. Thì hàng năm Điện lực Lâm Đồng đều có cái kế hoạch thống kê cũng như là đánh giá những cái khu vực chưa được cung cấp điện để mà lập danh mục đầu tư cũng như là sửa chữa những khu vực cần sửa chữa cũng như là khu vực cần đầu tư. Các năm qua thì những cái khu vực người dân bức xúc thì điện lực đều có cái đầu tư cũng như là kịp thời phát triển lưới cũng như là hoặc là xây dựng trạm biến áp để cấp điện cho dân. Song song với cái việc mà phát triển cũng như là đầu tư mới thì kết hợp với địa phương thì cũng về cái tiêu chí nông thôn mới thì điện lực cũng phối kết hợp với địa phương để mà đầu tư để cho nó đạt các cái chỉ tiêu về nông thôn mới. Cũng theo ngành điện lực tỉnh Lâm Đồng, năm 2022 đơn vị tiếp tục thống kê, rà soát, tiến hành đầu tư phổ rộng việc cấp điện đến từng địa bàn vùng sâu vùng xa, những địa bàn khu vực đảm bảo các điều kiện về hạ tầng dân cư, đảm bảo điều kiện về sản xuất của người dân. Với mục tiêu các công trình dự án sau khi hoàn thành không chỉ phủ rộng mạng lưới điện quốc gia, tạo động lực cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, mà còn thu hẹp dần khoảng cách phát triển kinh tế vùng. Thưa quý vị, khai thác hải sản được xác định là một trong những thế mạnh về kinh tế của Bình Thuận. Vì vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cùng với giá xăng dầu liên tục tăng cao, việc nhiều lao động biển không quay lại công việc đã khiến cho hoạt động khai thác hải sản gặp rất nhiều khó khăn, thông tin từ truyền hình Bình Thuận. Những ngày này, tại các cảng cá của tỉnh Bình Thuận như Phan Thiết, La Di, Phú Hải, hàng trăm tàu cá, nhất là những tàu đánh bắt hơi xa, vẫn đang phải nằm bờ vì thiếu lao động đi biển. Theo các ngư dân, thiếu hụt bạn thuyền sau Tết là thực tế diễn ra nhiều năm nay ở các địa phương có biển trong cả nước, trong đó có Bình Thuận. Năm nào cũng vậy, sau Tết, chủ tàu cá tìm kiếm lao động đi biển rất khó. Các ngư dân lớn tuổi thôi đi biển ngày càng nhiều. Trong khi đó, số lao động trẻ theo nghề rất ít. Thêm vào đó, thu nhập nghề biển không cao, không ổn định, nên nhiều ngư dân đã bỏ nghề, lên bờ kiếm việc làm khác ổn định hơn. Đặc biệt, năm nay, ngay sau kỳ nghỉ Tết, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng cao, kéo theo các mặt hàng khác cũng tăng theo. Trong khi giá hải sản giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên nhiều tàu khai thác hải sản bị thua lỗ, khiến cho việc tìm kiếm lao động biển càng trở nên khó khăn hơn. Bạn bị nó muốn nghỉ hết, đi còn có mấy người à. Năm vái thì đi còn đông 7-8 người, năm nay đi 4-5 người à. Bạn bị giờ này chuyến này vô lỗ nó muốn nghỉ hết luôn. Dầu nó lên cao quá, rồi đi nó chi phí của nó là một lần đi vậy là 30 mấy triệu tiền tổn. Thì cá nó trông ra nó thấp quá. Thì đi nó trông ra bạn bè người ta cũng ít có ăn. Bình Thuận hiện có hơn 11.000 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có hơn 1.500 tàu cá đủ điều kiện đánh bắt xa bờ. Theo các chủ tàu, một chuyến đi biển nhiên liệu chiếm đến 80% chi phí, nên khi giá dầu tăng thì chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngày hôm qua, giá dầu diesel tiếp tục được điều chỉnh lên 20.800 đồng một lít, tăng hơn 940 đồng. Dầu hỏa là 19.500 đồng một lít, tăng 750 đồng.
Trước tình hình giá dầu tăng cao, các đội tàu đánh bắt xa bờ đã kéo dài thêm thời gian bám biển để tiết kiệm nhiên liệu ra vào ngư trường. Dù vậy, sau mỗi chuyến vươn khơi, nhiều tàu vẫn thua lỗ hoặc thu lợi không đáng kể. Sau Tết, là ngư dân đã tổ chức các chuyến biển để mà khai thác. Tuy nhiên, do giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến cái hiệu quả hoạt động khai thác của ngư dân, cũng như là việc cái tìm kiếm các thuyền viên để tham gia các hoạt động khai thác trên biển. Hiện nay, để giữ chân người lao động, các chủ tàu thường ứng trước tiền cho thuyền viên. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Một khi thu nhập từ nghề biển vẫn không ổn định, nguồn lao động trẻ đi biển ngày càng khan hiếm, thì bài toán về thiếu hụt lao động biển cũng cần phải tính đến. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan, cũng như sử dụng Netlove. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.